Xin chào anh chị và các bạn, chào mừng anh chị đến với Radio Phong Thủy Nguyễn Hoàng. Dành cho anh chị lần đầu nghe radio thì đây là nơi thầy Nguyễn Hoàng chia sẻ về hai mảng nội dung chính là những kiến thức về phong thủy và những kinh nghiệm ứng dụng phong thủy trong cuộc sống. Các anh chị có thể ghé thăm website của radio là phongthuynguyenhoang.com để tải về các tài liệu mà thầy Hoàng đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị và mời anh chị đến với tập ngày hôm nay. Tập ngày hôm nay, thầy Nguyễn Hoàng sẽ chia sẻ anh chị kiến thức phong thủy phòng ngủ tránh xa 11 điều kiêng kỵ này sẽ mang lại tài lộc và sức khỏe cho gia chủ. Phong thủy cho phòng ngủ là một chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của người dân vì những biểu hiện rõ ràng của nó. Chọn đúng phòng ngủ có thể khỏe mạnh, thêm con, tài lộc hanh thông, công danh nhẹ bước. Chọn sai phòng ngủ thì ốm đau, cô lẻ, kinh tế khó khăn, việc làm bế tắc. Thực tế, chỉ cần xoay lại giường cho đúng phong thủy trong phòng ngủ thì sau một thời gian ngắn có thể thấy nhiều chuyển biến tích cực. Có điều không phải ai cũng nắm rõ những nguyên tắc này, nhất là những điều kiêng kỵ. Vai trò của phong thủy phòng ngủ đối với gia chủ. Chúng ta có 1/3 thời gian trong ngày ở trong phòng ngủ, đồng nghĩa với 1/3 cuộc đời của mình nằm ở chốn này. Điều đó đủ thấy phòng ngủ quan trọng như thế nào rồi. Đó không chỉ là nơi ta nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc, mà đó còn là chỗ để chúng ta bảo dưỡng sức khỏe, tái tạo năng lượng, tinh thần, ý chí, trí tuệ, tình cảm của mỗi thành viên. Phòng ngủ hưng vượng thì vận khí đi lên, phong thủy suy bại thì thật nhiều nguy hại. Vì vậy, quan tâm đúng mức đến phong thủy cho phòng ngủ là một việc cần thiết nên làm. Vậy câu hỏi đặt ra là nguyên tắc bố trí phong thủy phòng ngủ như thế nào là đúng? Phong thủy chia phòng ngủ gồm hai phần, vị trí phòng ngủ và bố trí phòng ngủ. Sắp xếp là lúc chuẩn bị vào nhà mới hoặc đã ở rồi và muốn thay đổi lại. Còn vị trí phòng ngủ cần phải tính toán từ lúc thiết kế thì mới đạt công năng tốt nhất. Khi mua hoặc xây nhà mới, cần lưu ý một số nguyên tắc sau để bố trí cho đúng, tránh lỗi phong thủy phòng ngủ. Phòng ngủ không nên quá chật, cũng không nên quá rộng. Phòng ngủ nên sáng, không nên tối. Phòng ngủ nên thoáng, không nên bí. Phòng ngủ nên tĩnh, không nên động. Phòng ngủ nên gọn, không nên để bừa bộn. Phòng ngủ nên vuông, không nên méo. Phòng ngủ nên cao, không nên quá thấp. Phòng ngủ nên sạch, không nên bẩn. Phòng ngủ nên phẳng, không lõm lồi. Sau đây là 11 điều kiêng kỵ trong phong thủy phòng ngủ bạn cần lưu ý. Điều đầu tiên, những điều kiêng kỵ khi chọn hướng phòng ngủ hợp mệnh. Khi nhắc tới phong thủy cho phòng ngủ, người ta hay nghĩ tới hướng, nhưng hướng là gì thì đối với nhiều người lại khá mơ hồ. Hướng phòng ngủ có hai cách hiểu: hướng đặt phòng ngủ so với tâm nhà và hướng nhìn của riêng phòng ngủ đó. Với cách hiểu thứ nhất, hướng phòng ngủ so với tâm nhà chính là vị trí của nó trong toàn cục của căn nhà. Ví dụ như phòng ở hướng đông bắc, phòng ở hướng tây nam, bản chất là cần so chiếu vị trí của nó so với tâm của nhà. Cách hiểu thứ hai, hướng phòng ngủ là hướng của riêng căn phòng đó so với chính nó mà thôi. Lúc này, phòng ngủ coi như một tiểu cục. Thông thường, người ta lấy cửa phòng hoặc ban công làm hướng phòng ngủ. Có nhiều cách chọn hướng phòng ngủ tùy theo môn phái phong thủy mà quy định và các môn phái cũng không thống nhất với nhau. Đa phần, người dân chọn theo bát trạch. Cách này tuy dễ nhưng mức độ chuẩn xác chưa cao nên phối hợp với những cách khác để xác định cho đúng nhưng cần kiến thức chuyên môn sâu mới có thể thực hiện. Cách chọn theo bát trạch như sau. Với người mệnh ly, chấn, tốn, khảm, kỵ đặt phòng ở hướng tây, tây nam, tây bắc, đông bắc so với tầm nhà hoặc kỵ hướng phòng nhìn về những phía đó. Với người mệnh càn, cấn, đoài, khôn, kỵ đặt phòng ở hướng đông, nam, bắc, đông nam so với tầm nhà hoặc kỵ hướng phòng nhìn về những phía đó.
Thứ hai, những điều kiên kỵ khi chọn hướng cửa phòng ngủ. Phong thủy trong phòng ngủ phụ thuộc khá nhiều vào cửa phòng, đó là nơi nạp khí, vượng suy của phòng ngủ phần lớn ở chỗ này. Về trực quan, cửa phòng ngủ không nên đối diện cửa chính, sẽ bị khí xộc vào phòng, không tốt cho tài lộc và sức khỏe. Cửa phòng ngủ không nên đối diện nhau, sẽ làm mất tự nhiên cho mỗi phòng, tạo áp lực trong tâm lý. Cửa phòng ngủ không nên đối diện cửa nhà tắm, nhà vệ sinh, vì âm khí sẽ chạy thẳng vào phòng, gây bất lợi cho sức khỏe và tình cảm. Cửa phòng ngủ không nên đối diện bếp nấu, sẽ tổn hại đến sức khỏe và tâm trạng. Về tính vượng suy trong phong thủy, cửa phòng ngủ nên đặt nơi sao hướng sinh vượng, tránh nơi sao suy, dễ suy bại. Cửa phòng ngủ nên đặt nơi đồng tứ với mệnh chủ, tránh ngược tứ sẽ bất lợi. Cửa phòng ngủ nên đặt tại cung tốt lành của vòng phúc đức, tránh cung xấu dễ hung tai. Tuy vậy, những điều này cần phải có thầy phong thủy hoặc người có chuyên môn mới xác định được. Thứ ba, những điều kiêng kỵ khi lắp đặt cửa sổ cho phòng ngủ. Phong thủy chỗ ngủ không chỉ nằm nơi cửa chính mà còn ở cửa sổ. Cửa sổ là nơi thông khí phối với cửa chính để tạo ra sự lưu thông cho phòng ngủ. Cửa sổ không nên đối diện với cửa chính sẽ làm khí khó tụ, cũng không nên rộng quá, lấn át cửa chính sẽ làm đổi cục của phòng. Tổng diện tích cửa chính và cửa sổ bằng khoảng 1/4 diện tích phòng ngủ là vừa. Cửa sổ nên tránh chỗ nắng chiếu thẳng vào hoặc gió quá mạnh và không nên mở ra chỗ xú uế hoặc địa hình ghê sợ. Điều kiêng kỵ thứ tư khi thiết kế hình dáng phòng ngủ. Hình dáng phòng ngủ liên quan đến quá trình tụ khí. Phong thủy chỗ ngủ cần lưu ý những vấn đề sau. Phòng ngủ nên vuông vắn, tránh lồi lõm, dễ đau yếu. Phòng ngủ tránh hẹp và quá dài, dễ đau ốm. Phòng ngủ hình tam giác, bệnh tật triền miên. Phòng ngủ hình tròn, ngủ không ngon giấc. Phòng ngủ không nên rộng quá, sẽ hao tán sinh lực. Phòng ngủ thích hợp cho mỗi người khoảng 10 đến 15 mét vuông, cứ thêm một người thì thêm 5 mét vuông. Thứ năm, những điều kiêng kỵ khi chọn hướng đầu giường ngủ. Giường ngủ là bộ phận trung tâm của phong thủy trong phòng ngủ. Khi bố trí phong thủy phòng ngủ, cần phải đặt đầu giường đúng nguyên tắc. Đầu giường chơi vơi không tựa sát vào tường sẽ khó ngủ, sức khỏe kém. Đầu giường tựa vào sát vách thang máy sẽ khó ngủ, sức khỏe kém. Đầu giường quay về ngược chiều thái tuế, dễ bị thị phi, hao tài, mâu thuẫn. Đầu giường quay về ngược chiều ngũ hoàng, dễ bị ốm đau, hao tổn. Thứ sáu, những điều kiêng kỵ khi chọn giường ngủ. Sau khi đã chọn được vị trí đặt giường, hướng giường thì cần phải tránh những vấn đề phạm lỗi phong thủy phòng ngủ đối với chỗ ta nằm. Giường chắc chắn, ngủ giấc sâu. Giường lung lay, tổn sức khỏe. Giường quá rộng, ngủ không yên. Giường quá chật, đau xương khớp. Dáng hung hiểm, không nên dùng. Giường quá thấp, dễ ốm đau. Giường quá cao, khó chợp mắt. Thứ bảy, những điều kiêng kỵ khi chọn màu sơn phòng ngủ. Phong thủy cho phòng ngủ không chỉ là phương vị, bố cục, hình dáng, mà màu sơn cũng nên đảm bảo hài hòa. Màu sơn trong thiết kế cần tránh những màu sâu. Sơn màu đỏ, khó hiền hòa. Sơn màu đen, nhiều âm khí. Sơn màu tím, nằm miên man. Sơn màu xanh, thường lạnh lẽo. Sơn đa sắc, lòng không yên. Thứ tám, những điều kiêng kỵ khi đặt gương trong phòng ngủ. Gương thuộc về âm, thích được dương nâng đỡ. Bố trí phong thủy phòng ngủ cần có nhiều ánh sáng để bổ trợ cho gương và tránh những điều kiêng kỵ. Gương quá lớn, khó ngủ ngon. Gương chiếu giường, không an giấc. Gương mờ mịt, âm khí nhiều. Gương vỡ hư, hao tài lộc. Gương giấu tủ chẳng được gì. Gương phấn son cần sáng sủa. Giường gãy chân hay đau ốm. Giường cập kênh tổn sức khỏe. Điều thứ 9,
Những điều kiêng kỵ khi đặt cây xanh trong phòng ngủ. Cây xanh là một vật hữu sinh giống như con người. Vận dụng đúng thì mang lại hiệu quả cao, vận dụng sai thì có khi phải tổn thất. Khi sử dụng cây xanh trong việc bố trí phong thủy phòng ngủ, có mấy điều kiêng kỵ là đặt cây xương rồng, cảm tình thui chột. Đặt cây lá kim, tổn hao sinh khí. Đặt cây quá lớn, thiếu hụt oxy. Đặt cây giả cây, gặp nhiều bế tắc. Điều thứ 10, những điều kiêng kỵ khi treo tranh phòng ngủ. Tranh tuy là vật trang trí nhưng cũng có những ảnh hưởng nhất định về phong thủy cho phòng ngủ. Vì vậy gia chủ nên tham khảo kỹ lưỡng trước khi treo tranh. Treo tranh thần Phật khó lòng ngủ ngon. Treo tranh động vật có nhiều âm khí. Treo tranh sông biển tình cảm lan man. Treo tranh núi non coi chừng cấu gắt. Treo tranh màu đỏ bất lợi giấc nồng. Treo tranh màu đen gặp nhiều u uất. Treo tranh hoa lá tình cảm dạt dào. Điều cuối cùng, 11 những kiêng kỵ khi chọn các vật dụng trang trí khác. Khi đặt vật dụng trang trí, bạn cũng nên lưu ý những điều sau. Không đặt linh thú vào phòng ngủ, nếu có hãy cho vào két sắt. Không để dao kéo trong phòng ngủ, sát khí vô chừng. Không để tivi trong phòng ngủ, dễ suy nhược. Không để đồng hồ chết trong phòng ngủ, dễ hao tài. Không để điện thoại trong phòng ngủ, dễ suy nhược. Tổng kết lại, phong thủy cho phòng ngủ gắn liền với sức khỏe và tài vận của con người, cần ưu tiên chọn vị trí đặt phòng ngủ, đồng thời vị trí cửa phòng ngủ nơi giúp phòng ngủ nạp khí sao cho đúng. Gia chủ nên coi trọng những điều kiêng kỵ để vận dụng cho đúng, mang lại sự bình an, thịnh vượng. Tôi xin dừng lại bài chia sẻ hôm nay ở đây. Nếu thấy nội dung này là hữu ích, nhờ anh chị chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra như thường lệ, các giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like. Nên nếu thích video này, nhờ anh chị ấn vào nút like để radio của chúng ta có nhiều người biết tới hơn. Xin cảm ơn quý anh chị. Chúc anh chị nhận được nhiều phước báu.